Vâng, xin chào toàn thể các bác quay trở lại với kênh Minh Phú Ô tô của em. Hôm nay Minh Phú Ô tô giới thiệu với các bác toàn bộ những cái mẫu xe hatchback có mặt tại cửa hàng nhà Minh Phú Ô tô hôm nay nhé. Đấy, các bác nào mà ok chiếc xe của nhà Minh Phú thì mau chóng điện thoại cho em theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đấy, bác nào mà ở gần thì mời các bác đến xem xe trực tiếp tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trước mặt các bác đây là chiếc xe i10 bác nhé, i10 sản xuất 2015. Chiếc xe này là bên em đang bán với giá 215 triệu bác nhé. Đấy, chỉ có 215 triệu các bác đã sở hữu một chiếc xe i10. Đấy, một thương hiệu nổi tiếng và một cái dòng xe bền bỉ của hãng Hyundai bác nhé. Đấy, Hyundai thì cái dòng i10 này là nó bền bỉ kinh khủng luôn nhé. Đấy thì đăng kiểm thì còn rất dài không nhé, còn tháng 11/2021 cơ, còn hơn một năm nữa các bác mới phải đăng kiểm nhé. Đấy, các bác về cứ đổ xăng là đi thôi, đi mỹ mãn luôn, không phải lo đăng kiểm đăng tiếc gì nhé. Đấy, nội thất bên trong này bác này, nội thất rất là mới nhá. Đấy, ghế thì ghế lỉ nguyên bản này theo xe này. Đấy, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi nhá. Đấy, các bác nhìn một chiếc xe cực chất nhé, chỉ có 215 triệu thôi. Các bác mua chiếc này về đi chơi cũng rất là ok, kể cả là đi dịch vụ nhé. Cái này là tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, đặc biệt là dành cho các bác nào đi về chạy dịch vụ taxi nhé. Con này nó tiết kiệm nhiên liệu luôn, đi chỉ khoảng 5,5 lít/100 cây thôi. Đấy, ghế nỉ chân nỉ nguyên bản nhé, rất là sạch đẹp luôn. Đấy, sơn si nội thất bên ngoài đẹp, bên trong đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn bác nhé. Đấy, tiếp theo bác này nữa là chiếc Kia Morning bác nhé. Đấy, chiếc Kia Morning này sản xuất 2013. Đấy, chiếc này form dáng cũng rất là đẹp bác nhé. Đấy, màu trắng sứ rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn đấy, màu trắng sứ rất là đẹp. Đấy, con này đăng kiểm thì còn dài lê thê luôn bác nhé, tháng 1/2022 cơ, còn một năm rưỡi nữa các bác về mới phải đăng kiểm nhé. Đấy, các bác đi xả láng luôn, xả láng cuộc đời luôn. Đấy, ghế trong nội thất thì là trang bị ghế da rồi bác nhé, nội thất màu đen rất là đẹp luôn. Đấy, các cái xe này thì là chi tiết em đã quay rồi. Đấy, trong kho thì trời hôm nay nó không được đẹp trời lắm, ngoài trời nó đang mưa lâm thâm cho nên là nó hơi tối tí bác nhé. Đấy, chứ còn xe thì đẹp lắm nhé. Đấy. Đấy, nội thất màu đen rất là đẹp bác nhé. Các bác mau chóng sở hữu em này nhé, bên em đang bán chiếc này với giá rất là rẻ luôn, rẻ giật mình, có 180 triệu thôi. Đấy, 180 triệu các bác đã sở hữu Kia Morning 2013. Đấy, chiếc này thì đã được trang bị 4 la răng đúc hết rồi nhé. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời luôn, một chiếc xe nhỏ gọn. Đấy, dòng này là ưa chuộng bán chạy nhất phân khúc trên thị trường Việt Nam bác nhé. Kia Morning nhỏ gọn, phố nhỏ ngõ nhỏ, đường làng ngõ xóm đi rất là tiện lợi. Tiếp theo đây nữa là chiếc Kia Morning 2015 bác nhé. Chiếc này bên em đang bán với giá là 235 triệu bác nhé. Đấy, chiếc này thì là không một ngày taxi dịch vụ nào luôn bác nhé. Chiếc này em mua của cán bộ công chức. Đấy, đi không taxi dịch vụ, một chủ từ đầu. Đấy, mà đăng kiểm thì còn cũng rất là còn dài, một năm nữa bác nhé, tháng 7/2021 mới hết đăng kiểm. Đấy, xe thì đã được trang bị 4 la răng đúc rồi này. Đấy, nội thất thì sơn si bên ngoài này, rất là đẹp luôn, form dáng còn zin đét, keo chỉ 100%, không một tí xất sát phân keo chỉ nào bác nhé. Đấy, chiếc này thì mẹ tuyệt vời luôn. Đấy, đã được trang bị cam hành trình bác này. Cam hành trình bác này bác cũng chịu chơi lắp đồ rất là đẹp nhá. Cam này nắp cam hơn 2 triệu nhá. Đấy, bác nhìn này, nội thất táp lô táp ly cực lét luôn. Đấy, con này là không một ngày taxi dịch vụ bác nhá. Màn hình thì màn hình theo xe này.
màn hình cam nuôi đầy đủ, màn hình theo xe nhé. Đấy, cam hành trình nắp cũng loại xịn luôn, loại hơn 2 triệu luôn nhá. Đấy, các bác nhìn đấy. Đấy, xe thì ghế da nhưng bác ngày bác còn bọc thêm một đôi ghế yếm nhá, ghế rất là đẹp luôn, phòng ghế như ghế hơi luôn. Đấy, ngồi rất là sướng luôn bác nhé. Đấy bác ạ, đẹp cực kỳ luôn. Trần thì đã được trần bọc trần 4D hết rồi nhá. Đấy, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Các bác không khẩn trương mua lại mất cái cơ hội xe đẹp lắm nhá. Kiếm được một con Kia Morning mà không taxi dịch vụ mà đẹp như này là hiếm lắm nhá. Đấy, bác nào mà mau chóng gọi điện cho em sớm thì em sẽ bớt cho các bác xe này nhá. Con này bớt thoải mái luôn. Bác khẩn trương. Đây là ba cái mẫu xe hatchback có mặt trên cửa hàng nhà em. Các bác mau chóng sở hữu những chiếc xe này để về đi nhé. Những cái thương hiệu bền bỉ của hãng Hyundai và hãng Kia đều của thương hiệu Hàn Quốc bác nhé. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông. Để hàng ngày bên nhà em vài mẫu xe mới em sẽ quay phục vụ các bác. Vâng, xin cảm ơn các bác quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.